Quý vị coi, một con người nghèo nàn, một con người không có phước, một con người không thông minh, họ có thể chuyển xây được số mệnh của họ nhanh nhất là ngay chỗ nào? Niệm Phật, dạy người niệm Phật. Ăn chay, dạy người ăn chay. Phóng sanh, dạy người phóng sanh. Bố thí cúng dường, dạy người bố thí cúng dường. Nhưng chỗ đầu tiên là dạy người niệm Phật. Vì mình niệm Phật nên dạy người ta niệm Phật. Thí dụ như giờ quý vị dạy người ta niệm Phật không đủ duyên dạy được, thì đem những buổi chia sẻ này hướng dẫn cho người ta, cho người ta nghe. Thì cũng như những đức hướng dẫn người ta niệm Phật vậy. Cái trang của mình, người ta chỉ cần lướt ngang nhìn thấy cái là A Di Đà Phật. Người ta lướt ngang, người ta nhìn cái trang mình là biết A Di Đà Phật. Ta bấm vào trang mình, ta coi cái là thấy có những bài pháp chuyên tu. Từ nơi đó mà mỗi ngày chùa mình đều là có những công đoạn khuyên người niệm Phật, dạy người niệm Phật. Dù chùa viền cực kỳ đông nhưng mà cái cuộc sống rất là ổn định là do ngay chỗ nào? Khuyên người niệm Phật. Phải nghe câu này để tăng cái tính tâm niệm Phật lên, quý vị. Dạy người niệm Phật một tiếng hơn bố thí bảy báo suốt trăm năm. Chỉ cần chí tâm niệm Phật thì không bệnh nào chẳng lành. Công đoạn Ấn Tổ ngày dẫn dắt từ kinh giáo. Nên tất cả những người, thí dụ như mình có một cái tính tình là sợ hãi, thì như thế nào trở lại trạng thái tự nhiên niệm Phật? Thí dụ như bây giờ mình thường ưa sợ cái này sợ kia là vì mình không có điểm nương tựa nên sợ. Nếu như mình chịu niệm Phật, nương tựa vào bổn nguyện của Phật thì mình bình tĩnh liền. Nhưng trong câu A Di Đà Phật có cái hạnh vô ý thí. Người chỉ cần chịu niệm Phật thì tự nhiên tâm trạng sẽ ổn định. Người này tâm trạng thường bấn loạn, như thế nào mới bình tĩnh tâm? Niệm Phật. Niệm Phật là cách bình tĩnh tâm đặc biệt nhất. Người này thấy mình nghèo nàn, mặc cảm, buồn chán cái số phận, như thế nào người này mới không bị mặc cảm với số phận? Niệm Phật. Vì người niệm Phật là người giàu nhất. Mà đại sư U Đàm nói một câu: người niệm Phật là hoa sen trắng trong loài người, người niệm Phật là người cao quý nhất trong loài người. Nhớ nghe quý vị, người niệm Phật có thể làm Phật nên gọi là người niệm Phật là bậc cao quý nhất trong loài người. Chỉ cần chí tâm niệm Phật thì không bệnh nào chẳng lành. Bệnh tham sân si cũng từ niệm Phật mà giải quyết được. Nếu thọ mạng còn thì bệnh gì niệm Phật cũng lành. Nếu thọ mạng hết thì giải quyết xong vấn đề sanh tử. Đó là được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Vì sao không niệm Phật? Vì sao không chân thật niệm Phật? Niệm Phật lợi ích cực kỳ lớn như vậy, vì sao không niệm Phật? Nên tất cả những người bế tắc, những người nghèo nàn, những người khổ đau, những người bệnh hoạn, những người bị bỏ rơi, những người cảm thấy mình chán nản nhất trong cuộc đời này, như vậy thì có mục tiêu để chúng ta hướng đến và nương tựa bình an và hạnh phúc nhất. Đó là gì? Niệm Phật. Niệm Phật. Quý vị biết rằng là có những người gặp pháp môn Tịnh Độ rồi nhưng họ vẫn làm kẻ cùng tử đi tìm kiếm. Những đức nói với tất cả những vị, đừng nói là xuất gia hàng cư sĩ, có những người mà cuộc đời cực khổ vô cùng mà không giàu sang được, cực khổ vô cùng luôn, thiếu thốn nhân thiếu thốn, đi đầu này đi đầu kia tìm cách này tìm cách nọ, nhưng quý vị quên mất tiêu một báu vật vô giá quý vị đã gặp được rồi mà bỏ qua, đó là thánh hiệu A Di Đà Phật. Nhưng đức nói, nếu như quý vị thí nghiệm thử cuộc đời của mình gian nan cực khổ vô cùng, thử
đem tất cả những việc mà cực khổ gian nan đó bỏ vào cái chỗ chúng ta dành nhiều thời gian để niệm Phật lại đi. Thử thí nghiệm đi, dành nhiều thời gian để niệm Phật, bởi vì sẽ thấy cái lợi ích của nó, cái lợi ích bất khả tư nghì. Có một cái cô này, gia đình của cô sát sanh hại vật, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng bệnh đau gia đình chết lần lần. Đến bản thân của cô tự nhiên té một cái thì không còn nói được gì hết, chân cẳng bị liệt hết, gia đình cái như gọi là tan nát. Nhưng mà được người ta cho một chiếc máy V52 của chùa mình, cô nghe pháp một cái, từ đó về sau cô chí thành niệm Phật, niệm từ từ rồi cô đi đứng được, rồi cái miệng cô bây giờ nói chuyện được. Từ nơi đó cô tin vào pháp môn niệm Phật, gia đình ngưng hoàn toàn cái việc sát sanh hại vật, chỉ có một miếng đất nho nhỏ trồng rau thôi. Vì mà cô trồng rau, cô nói rằng thạnh còn hơn ngày xưa mà sát sanh hại vật mà nhìn thấy lời thì nhiều. Tại vì sao? Vì từ khi trồng rau ăn chay niệm Phật tới giờ thì gia đạo lại bình yên ổn định. Tuy là trồng rau bán rau không nhiều tiền nhưng lại dư tiền. Rất là lạ quý vị à. Chỉ có người niệm Phật chân thật mới tin nổi. Nên tất cả những hàng Phật tử dành nhiều thời gian niệm Phật, dành nhiều thời gian ổn định tâm, dành nhiều thời gian để bồi dưỡng gia đình hạnh phúc, thì tức khắc gia hòa vạn sự hưng liền, hưng thịnh liền. Nhưng rất nhiều người dù là gặp được Phật pháp nhưng làm kẻ cùng tử đi lang thang, làm kẻ cùng tử đi lang thang, đi tìm đầu này đi tìm đầu nọ. Có những người phụ nữ thí dụ như cuộc đời của mình giữa đường gãy gánh cái việc với chồng, có con cái, cứ chân thật niệm Phật, dành nhiều thời gian niệm Phật để dạy con nuôi con đàng hoàng đi. Làm cái việc gì đơn giản kiếm chút đỉnh tiền để lo cho con thôi, dành nhiều thời gian niệm Phật đi. Lạ lắm, khi chân thật niệm Phật rồi tự nhiên có người tạo điều kiện cho mình. Một công việc gì đặc biệt tự nhiên mình có điều kiện liền. Nhưng nếu như lao đi kiếm tiền để nuôi con, coi chừng giết rồi, bắt đầu nó dính người đàn ông này đàn ông nọ liền. Vì nó lao quá cực rồi, nó mất tâm tu. Khi nó mất tâm tu rồi bắt đầu là nó gặp nghiệp chướng đến để lôi kéo, rồi dính vào đàn ông liền. Nếu như chịu gầy dựng tín nguyện niệm Phật, cầu sanh cực lạc, nghĩ rằng cuộc đời đến thế gian khổ quá. Như bản thân cuộc đời mình nè, khổ quá. Bây giờ con của mình phải dạy cho con mình niệm Phật. Chỉ có niệm Phật mới giải quyết vấn đề sanh tử. Nếu như con mình cũng như mình nữa, thì cuối cùng cuộc đời nó cũng khổ nữa. Hiểu được nguyên lý này rồi thì sẽ chân thật niệm Phật liền. Tự nhiên niệm Phật cái là có lợi ích, có kết quả lớn liền. Nếu không, từ từ rồi bỏ tịnh độ luôn. Nên những đức nói cho quý vị, tất cả những người khi mình đi với những người trưởng đoàn, họ dẫn dắt mình đi tu, họ đi không đi chuyện của họ, mình phải tu. Mỗi một con người chúng ta gặp được tịnh độ là mình phải lo cái chuyện giải thoát. Có những người Phật tử đi tu, những đức thấy tội nghiệp vô cùng. Thí dụ như giờ trưởng đoàn đi tu thì họ mới đi, trưởng đoàn không đi tu họ không đi. Giống như đi tu mà đi tu theo người ta vậy quý vị. Tội nghiệp ghê không? Con đường này là con đường giải thoát cho mỗi một con người chúng ta. Chúng ta là con người nghe được Phật pháp, từ khi nghe được Phật pháp phải nhận thức con đường này. Thí dụ như bây giờ mình nói, có những vị trưởng đoàn người ta tạo ra thời khóa tu, mình đi đến chùa mình có được sự an lạc của cái tu là chuyên tu. Như vậy thì phải hoàn toàn mình chuyên tu mình mới duy trì mình tu. Còn nếu như mình dị một người trưởng đoàn, tự nhiên người ta tạo cách tu tùm lum tùm la, mình cũng theo, mình lao theo. Vì là mình không có chánh chi chánh kiến, mình tầm bậy hết rồi. Thí dụ như mình đi đến chùa hướng dẫn mình tu được lợi ích, được an lạc là nhờ chuyên tu. Vậy thì dù cỡ nào mình cũng lấy hoàn toàn cái chuyên tu để hướng dẫn người ta là đúng. Còn nếu như mình lôi ra thêm tùm lum tùm la, có những người lạ lắm quý vị, có những người nghĩ rằng mình giỏi, mình hiểu, nên tự nhiên bây giờ mình phải bài bố ra mình làm sao để đây gọi là cái phương pháp của mình. Tầm bậy quá. Tu hành mà không hiểu, tu hành mà cuối cùng mình tự hại mình, tu hành mà sanh ra cái ngã càng ngày càng lớn, tầm bậy quá. Như những đức mà nói rằng là dù là những đức có cơ hội phát triển về đạo tràng riêng, những đức vẫn duy trì phương pháp tu cũ ngày xưa tới giờ, luôn luôn duy trì, mà càng tu càng chuyên. Nhớ nghe,
Những đứa càng tu thì càng chiên, chứ không phải là càng tu càng tạp ra, mà càng tu càng hướng vào. Tổ sư nói rằng tu hành mà hướng nội là đúng, còn nếu như càng tu mà càng hướng ngoại là sai. Nên hàng Phật tử phải nhớ rằng dù là người ta trưởng đoàn dẫn mình đi tu, nhưng mình phải biết cái người này người ta cũng mới biết Phật pháp như mình, nhưng mà người ta có được cái duyên là người ta dẫn mình đi tu. Nhưng mà nếu mà người ta hướng mình là chiên, hướng nội thì là đúng, còn nếu như người ta dẫn dắt mình hướng ngoại là sai. Nên mình tu đạo, mình nghe Phật pháp, mình phải làm sao mình càng nghe Phật pháp thì mình càng hướng nội. Mình giải quyết được rất nhiều vấn đề từ nội tâm, từ gia đình của mình. Người ta nhìn thấy mình như vậy, người ta sẽ thích tu. Còn nếu như bây giờ dù là người ta là trưởng đoàn dẫn mình đi tu, nhưng lạ thay người này không tu hành gì cả, thì bản thân mình nhìn được họ có duyên dẫn người ta đi tu, nhưng mình phải cố gắng lo tu. Tại vì mình biết cái người đó chỉ như vậy, làm sao họ dẫn dắt mình đây? Hiểu không? Làm sao dẫn dắt mình? Nên cái chỗ dẫn dắt là nhờ người chỉ điểm. Chỉ điểm rồi là mỗi người phải cố gắng tu. Đúng rồi đó. Chỉ dẫn rồi thì mỗi người phải cố gắng tu. Rất là đúng. Chúng ta không có gì một người nào mà họ làm cách này cách kia cách nọ, mình làm theo, mình dị họ làm theo tầm bậy. Nếu như những đức cũng như vậy thì ngôi chùa này những đức chuyển hoài phương pháp luôn á, chuyển hoài luôn, thay đổi hoài luôn. Nó nên nhớ, chúng ta là người niệm Phật, quý vị phải nhớ rằng mục tiêu của mình niệm Phật là để cầu giảng sanh. Nếu như mình tu giết từ từ rồi á, mình trở thành á, tu cầu hết bệnh khỏe rồi để mà tu, tầm bậy quá. Đã mang cái thân tứ đại này mà làm sao khỏe được. Bữa nay khỏe ngày mai bệnh, nó bất chợt vô cùng. Bữa nay sống sờ sờ ngày mai bắt thử nó chết. Nó bất chợt dữ lắm quý vị à. Nên mỗi một con người chúng ta, mình phải biết trân quý cái duyên được gặp tịnh độ, để mà gầy dựng tính nguyện tính tâm cầu sanh cực lạc là đúng. Còn nếu như bây giờ mà mình tu giết từ từ rồi á, mình nhạt nhẽo với cái tâm giải thoát. Có những người nghe quý vị tu càng lâu rồi từ từ nhạt nhẽo với cái tâm giải thoát chứ. Tuy là cũng khuyên người ta niệm Phật, khuyên giảng sanh này kia, nhưng mà nhạt nhẽo với cái chuyện tu giải thoát. Cái việc dụng công tu á, để quý vị gầy dựng tính nguyện và mỗi ngày nghe pháp á, để cô động gầy dựng tính nguyện là cực kỳ quan trọng luôn. Cái việc này cực kỳ quan trọng. Quý vị biết rằng có những người cũng tu tịnh độ, họ tu từ từ, họ rẽ ra tùm lum thứ. Họ tu từ từ rồi tự nhiên họ không có chú tâm cái chỗ tính nguyện niệm Phật nữa, họ rẽ ra tứ tung luôn. Những đức nói quý vị tu tịnh độ phải nhớ nè, cỡ nào thì cỡ phải gây dựng ngay cái gốc tính nguyện niệm Phật. Cái này là tổ sư nhắc rất là nhiều lần, cái gốc quan trọng nhất là gì? Tính nguyện niệm Phật. Còn nếu không mà mở rộng ra giết từ từ là bỏ tịnh độ luôn đó. Nói là tu tịnh độ chứ thật sự là bỏ tịnh độ. Nào là cách này cách kia tùm lum thứ chứ, lòi ra tứ tung lang tan hết chứ. Người ta nghe giết rồi ta mắc vương hướng quý vị à. Tại sao hai bài chia sẻ Phật pháp của mình nó trở thành mô hình? Nhà nước muốn nó trở thành mô hình luôn vì sao? Vì nó quy nhất, nó gây dựng tính nguyện cho mình, nó xoáy thẳng vào tâm mình để mà tu làm sao để càng ngày càng có cái tâm cầu giải thoát. Đúng rồi. Quý vị nghe cái câu Quán Tổ dạy không? Dạy người niệm Phật một tiếng hơn bố thí bảy báo suốt trăm năm. Quý vị nghe câu này là quý vị cứ chân thật chính mình niệm Phật và phi người niệm Phật. Và quý vị làm trưởng đoàn dẫn người ta đi niệm Phật đi. Dù mình á, không có đủ duyên khuyên người ta, thôi mình dẫn người ta đi cho người khác khuyên. Mình không có trực tiếp khuyên được thì mình dùng cái cách gián tiếp khuyên người ta. Là nhờ ông thầy, ông có đủ duyên, ông khuyên người ta. Có khi ông thầy cũng nhiều đời nhiều kiếp ông tu cái duyên này rồi, ông nói cái người ta nghe liền vậy đó à. Nên từ nơi đó mình dẫn dắt người ta đi tu. Thí dụ như bây giờ có những người ta dẫn chương trình người mù, người nghèo khổ, đồ tật nguyền, đồ đi đến chùa tu. Người ta được niệm Phật, quý vị coi, dạy người ta niệm Phật. Niệm Phật từ 7 giờ rưỡi niệm xuyên suốt tới 8 giờ 40 luôn, những đứa qua nói chuyện. Tất cả những người khiếm thị này niệm thật niệm giả gì thì họ cũng gieo cái duyên chủng tử để giải thoát. Thứ 7 chương trình khiếm thị đó. Tại sao chương trình khiếm thị những đức giám bỏ ra một số tiền rất nhiều, bỏ công cán ra, đại chúng ra rất nhiều để mà làm chương trình khiếm thị? Vì những đức nói rằng cái chương trình này là chương trình thật sự tình thương mến thương. Vì tất cả những người nghèo khổ này mà tổ chức, chứ không có chi cầu cái gì trong đây cả. Xin thưa với quý vị rằng tất cả chương trình khiếm thị hay nhiều chương trình những đức tổ chức
Chưa bao giờ những đức nói rằng những đức bỏ ra cái gì quý Phật tử cứ cúng dường ngay những đức, không có. Trước khi mình làm mình cũng Phật tử cúng dường có thời gian dài, thì làm cái gì trong chùa rồi dư lại để dành đó, rồi có được tổ chức chương trình khiếm thị. Thường phiên hàng Phật tử người ta có được điều kiện thì người ta dẫn dắt con cháu người ta, người thân dòng họ người ta đến để dự chương trình khiếm thị, để mình đưa tiền chút ít cho người thân con cháu mình để đi tặng cho người khiếm thị, để chính những người đó phát tâm thiện ra. Cứ khi dự chương trình khiếm thị thì người khiếm thị niệm Phật, họ cũng ngồi vào họ cùng niệm Phật chung luôn. Đó là cái việc lợi ích cực kỳ lớn quý vị à. Đó, nên mong rằng tất cả chúng ta là người tu đạo, cái tâm mà cầu giải thoát phải mạnh. Càng tu thì tâm giải thoát càng mạnh. Những đức nói thiệt chứ vị nghe, những đức tổ chức chương trình khiếm thị rồi mỗi ngày nuôi người già. Đối với những đức về cái chuyện mà tu cầu giải thoát, những đức nó gầy dựng mạnh dữ lắm. Tại vì cái cõi này mình đã nhìn rõ rồi, cái vô thường và tranh giành hơn thua đấu đá nó quá khứ là mạnh rồi. Thôi, có những người ta tu nhiều chục năm luôn mà người ta không buông được cái danh cái lợi đâu quý vị à. Nên bản thân của những đức nói rằng đúng là nuôi người già này là cái góc độ sâu để cho mình nhìn nhận được cái việc mà vô thường của cõi này. Giống như mỗi ngày quý vị, bây giờ quý vị giúp cho người già, người chết, chính bản thân mình sẽ nhìn rằng tương lai mình cũng giống hệt vậy. Tại sao mình không cố gắng lo tu? Như những đức quay những công đoạn người già đồ, nói chuyện hình ảnh người già xác thực cho quý vị coi đó. Bao nhiêu chương trình ký sự người già cho quý vị coi, quý vị nhìn đi. Phải là những cái chương trình đó những đức quay lên để đánh vào tâm tư mỗi một con người chúng ta, nhìn tuổi già lụm cụm sống nay chết mai đó mà cảnh tỉnh mình không? Mình còn trẻ bây giờ như vậy, tại sao mình không gầy dựng đi? Mình không có cố gắng mình gầy dựng để cầu giải thoát đi. Mình để thời gian qua đi, tuổi già sẽ đến. Tất cả những gì chúng ta làm được trong cuộc đời này chân thật mà làm. Những việc tốt đẹp gì mình làm được thì mình chân thật mà làm. Đừng để một hơi thở thở ra, không hít lại vào chúng ta không làm được, uổng lắm quý vị à. Rất là uổng. Nên từ nơi đó mà những đức ngày nào cũng khuyên người niệm Phật là khuyên mình niệm Phật. Những đức siêng về chỗ này lắm. Bây giờ mình cũng có duyên mình chia sẻ cái ngày nào cũng bao nhiêu ngàn người người ta coi. Rồi giờ máy nghe Pháp V52, máy niệm Phật, rồi đèn bông sen về nó từng chủ nhật này nè. Quý vị muốn đặt chủ nhật này đến, mình đặt đèn bông sen. Như sáng như đức hướng dẫn, đèn bông sen này để niệm Phật xung quanh nhà mình chỗ này chỗ kia, để đi đâu cũng nghe được có Phật hiệu nhắc nhở mình quý vị à. Bản thân người sống được nghe, mà người chết chưa siêu trong gia đình mình cũng được nghe. Nên tất cả những người mang nghiệp phá thai là cái nghiệp đáng sợ nhất. Cái nghiệp này là cái nghiệp giết con. Nếu con đến mà đòi nợ thì giết nó đi thì thành nợ càng chắc chồng. Còn nếu con đến báo ơn mà giết nó đi thì thành báo oán. Nên cái việc mà phá thai là việc giết người. Từ nơi đó mà lỡ mang nghiệp phá thai này rồi, ngay câu vật hiệu này để hạ thủ công phu nè. Nên Ấn Tổ ngày nói nè, chỉ cần chí tâm niệm Phật thì không bệnh nào chẳng lành. Bệnh sợ hãi, bệnh nghiệp chướng, bệnh nặng nề gì nó cũng quá giải được từ nơi chí tâm niệm Phật. Câu vật hiệu này chân thật niệm thì vị nghe rằng trong kinh giáo Phật dạy nè, chí tâm niệm Phật một tiếng diệt được trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Nên nghiệp chướng có nặng nề cỡ nào, người này chỉ cần chân thật niệm Phật, gây dựng tín nguyện niệm Phật đi, nghiệp chướng gì cũng tiêu. Những công đoạn này mà nghe một cái là phải quy tâm ngay câu Phật hiệu không quý vị? Quy tâm ngay câu Phật hiệu không? Những đức nói rằng á, quý vị nhìn trong cái thời cuộc đi, cái người đi tu phần nhiều là người già không à. Nên cái thời khóa tu của quý vị là chuyên niệm Phật là quá hay. Tại vì đối với người già tụng kinh trì chú cực kỳ khó, nên một câu Phật hiệu họ sẽ rất dễ niệm. Những đức nói rằng quý vị hướng dẫn người ta càng dễ tu thì người ta càng nhìn thấu buông xuống nhiều thứ. Còn quý vị lôi ra cái cách tu mà rề rà càng nhiều, những đức nói trong cái thời cuộc này lôi càng nhiều là càng tạp. Lôi càng nhiều là càng tạp. Đọc cái sách này thấy hay, đọc cái sách này thấy hay, đọc cái này cũng thấy hay, cái gì cũng hay. Rồi quý vị phát ra đi, rồi cái việc hay tu hành cầu giải thoát mất tiêu. Nhiều lắm, những đức thấy rõ ràng rất nhiều.
Giết từ từ rồi cái tâm tu tịnh độ mất tiêu luôn. Rồi người ta theo quý vị một thời gian, người ta bỏ cuộc luôn. Vì sao? Không có kết quả. Học quyển sách này cũng hay, quyển sách kia cũng hay, quyển sách nọ cũng hay. Quý vị giới thiệu viết đi, giới thiệu viết rồi họ nghỉ tu tịnh độ luôn. Tại vì sao? Vì mất phương hướng rồi. Tại sao bây giờ những con đường này những đức đi rất chậm nhưng mà tiến? Tại vì những đức quy tâm, những đức biết được rằng bây giờ cái người mà nghe đạo tu là phần nhiều người già, nên người già niệm Phật cũng dễ, mà người trẻ niệm Phật thì càng dễ. Cái phương pháp dễ gì sao không làm, phương pháp dễ tu gì sao không chịu tu. Nên từ nơi đó dù ở đâu cũng phải chân thật khuyên người ta niệm Phật. Mình niệm Phật khuyên người niệm Phật. Hàng cư sĩ cũng làm được việc này mà quý vị. Chân thật làm đều làm được hết mà. Việc làm khuyên người niệm Phật là việc lớn nhất của cuộc đời của người chúng ta được duyên làm. Được duyên làm việc này là việc cực kỳ lớn. Nên những đức nói rằng tất cả các ông chủ bà chủ giàu sang, người làm công của mình cực kỳ đông, những đức nói quý vị tạo điều kiện cho họ nghe Pháp và niệm Phật lễ Phật đi. Cái việc này của quý vị là cái việc đại công đại đức. Làm được cái việc này rồi quý vị sẽ thấy cái lợi ích của cuộc đời quý vị và gia đạo quý vị thịnh vượng liền. Bây giờ cái người làm công nè, 100-200 nhân viên nè, quý vị buổi chiều quý vị cho họ nghe Pháp niệm Phật một thờ như vậy, chấp nhận bỏ tiền ra trả tiền cho họ luôn, mà tạo duyên cho họ để cho họ được nghe Pháp, để nhìn nhận lại cuộc đời của họ. Có một cái ông cụ bà cụ này trách mấy đứa con, giận mấy đứa con, nói rằng từ mấy đứa con. Vì mà người ta tặng cho một chiếc máy nghe Pháp B52 cầm nghe. Nghe rồi một cái vậy mà quý vị biết rằng ông nói một câu thôi, nó bắt hiếu với mình cũng do nghiệp chướng của mình đã từng tạo mà bây giờ nó bắt hiếu. Thôi bây giờ mình mang một cái tâm hận trách nó, từ nó làm cái gì. Dù cỡ nào con vẫn là con thôi. Thôi bây giờ lo niệm Phật, không buồn giận ai để trong tâm. Quý vị coi phải không? Phải là nhờ nghe Pháp mới có thể cởi mở tâm tư quý vị. Rõ ràng luôn, nhờ nghe Pháp. Chúng ta mỗi ngày nghe như vậy, quý vị buồn giận người ta để trong tâm chi nữa. Trong cái cuộc đời này không có chuyện gì mà hoàn toàn thuận theo mình được chứ. Quý vị làm tốt cỡ nào thì cũng có người trở ngại. Chính nhân đức làm thấy rõ ràng. Quý vị làm xấu thì người ta cười chê. Tại vì mình sanh đến cái cõi đời này là cái cõi đời gọi là quan gia thù nghiệp. Quan gia đối đầu gặp nhau ở cõi này, gặp nhau để báo thù đòi nợ nhau trong cõi này. Cái cõi này là như vậy. Mình sanh đến là đầu tiên mình sanh ra mình khóc rồi, là mình biết rằng đến cái cõi này là khổ trùng trùng rồi. Nên từ nơi đó mình nên gầy dựng tính tâm tính nguyện niệm Phật. Đó là cái chỗ đặc biệt nhất trong cái cuộc đời chúng ta. Nên dạy người ta niệm Phật còn hơn là cúng dường bảy báo trong trăm năm một câu Phật hiệu thôi. Nên những đức nói rằng quý vị ở ngoài chợ buôn bán, bất cứ cái sạp nào, để máy niệm Phật cho ta nghe đi. Cái việc làm này là việc làm lợi ích cực kỳ lớn luôn đó quý vị à. Việc làm lợi ích lớn lắm. Nên chạy xe ngoài đường hay đi đâu như đeo máy niệm Phật à, cứ làm chân thật làm như vậy thì bản thân quý vị sẽ không bao giờ đối với tịnh độ mà bị nhạt nhẽo đâu. Đi đâu cũng gầy dựng được tịnh độ, đi đâu cũng gầy dựng được tín nguyện niệm Phật chứ. Cứ có tâm như vậy thì quý vị tu cả đời quý vị sẽ có kết quả liền. Chắc chắn 100% là có kết quả. Đừng có lạc, đừng có nghe người này nói gì nữa kia, nó nọ nói tùm lum, lao theo lao giết tiêu luôn à. Lao giết tiêu luôn. Nó nên những vị mà trưởng đoàn mà thật sự quý vị giúp cho người ta được tu giải thoát, quý vị cứ duy trì như vậy đi. Chính cuộc đời những đức làm việc này thấy rõ ràng luôn đó. Từ một vị tăng quen không có cái gì đặc biệt cả. Chỉ có đặc biệt nhất là cái tên này là niệm khuyên người ta niệm Phật thôi. Vậy mà làm lên nên cái sự việc tên tuổi. Mình thấy như vậy rồi mình không cố gắng làm theo nữa thua. Nên những vị trưởng đoàn nên quy người ta về chuyên nhất, quy về chuyên nhất. Cứ đẩy ngay chuyên nhất vậy đó. Mình cứ chuyên nhất, khuyên người ta chuyên nhất. Quý vị đúng là đại công đại đức luôn. Nó công đức lớn vô cùng. Đừng bao giờ cho rằng mình hiểu biết. Bây giờ phải tạo cách tu này, cách tu kia, cách tu nọ. Thua. Thất bại rồi đó. Nên càng tu bằng cái tâm giải thoát mới càng mạnh, không sợ chết, không sợ bệnh, không sợ kiếp nạn đến. Vì sao? Cái thân này mang sớm muộn gì cũng già, cũng bệnh và cũng chết. Nên chúng ta chỉ có mục tiêu là gì? Cầu sanh cực lạc, sống mỗi ngày vui vẻ tự tại. Đặc biệt quá quý vị, nguyện tam bảo gia hộ cho hàng Phật tử khắp nơi nơi nghe được tâm quyết như vậy rồi, mỗi ngày
gầy dựng thêm chút. Ngày nào cũng thúc đẩy mình tín nguyện niệm Phật, tín nguyện niệm Phật, tín nguyện niệm Phật, tín nguyện niệm Phật, cứ gầy dựng hoài cả đời. Chắc chắn rằng cuối cuộc đời Phật A Di Đà đến rước chúng ta về cực lạc, chấm dứt sự khổ đau. Đức Phật ngài cũng nói thờ mạt pháp này chỉ có pháp môn niệm Phật này mới có thể cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh. Mà như thế nào chúng ta mới có thể tu pháp môn niệm Phật này và đem pháp môn niệm Phật này hoàn truyền mở rộng quý vị? Nhưng Đức nghĩ ra một cách đem tịnh độ hoàn truyền bằng cách là đem pháp môn niệm Phật này cấm từng nhà, đem giới thiệu từng nhà, và mỗi một nơi địa phương những hàng Phật tử cư sĩ đem máy nghe pháp, máy niệm Phật, tặng cho những người hữu duyên để hoàn truyền tịnh độ. Và ngay gia đình mình có thờ Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, gia đình mình là một đạo tràng tịnh độ, mỗi một gia đình là một đạo tràng tịnh độ, thờ Phật Bồ Tát trong nhà, gia đình có thờ khóa tu rõ ràng luôn. Chúng ta xem bây giờ truyền hình mạng internet rất là phát triển, khắp nơi nơi chúng ta đều có thể coi được như vậy. Mặc dù có trực tiếp bây giờ quý vị cũng coi được luôn, chỉ cần những đức ngồi giảng ở đâu là quý vị đều coi được ở đó. Cũng như lúc này những đức thường trực tiếp, vừa mình ngồi ở đây nói chuyện thì ở nơi khác người ta đã bấm vào người ta coi được. Thêm cái nữa là những đức phát triển về chiếc máy nghe pháp mở rộng ra, và máy niệm Phật đặt cho nhiều, máy nghe pháp V52 đặt cho nhiều. Và hôm qua hình như là đèn bông sen mới vừa về mấy chục kiện đèn bông sen. Nên là chủ nhật tuần này quý vị có thể đến và chúng ta đặt đèn bông sen. Đèn bông sen để bàn thờ rất bền, bắt niệm Phật xuyên suốt trong nhà. Vậy vị nhớ rằng là bất cứ nơi nào mình ở là nơi đó có máy niệm Phật. Nhớ nghe vị, nơi nào mình ở là nơi đó có máy niệm Phật. Như chủ nhật mới đây máy niệm Phật về mấy ngàn cái, ngày chủ nhật đưa ra không đủ. Thí dụ như có những người đặt 50 cái thì quý cô đưa ra khoảng 10 cái, mười mấy cái. Có những người hỏi những đức, ủa vì sao mà con đặt máy niệm Phật thì mấy cô nói hết rồi, mà chút có người vô đặt rồi mấy cô mà tiếp tục đưa nửa kỳ với thầy. Thì những đức nói rằng tại vì cái lượng máy nó có 3-4 ngàn cái, mà cái lượng Phật tử về ngày chủ nhật thì cũng mấy ngàn người à, nhưng mà cái lượng người đặt nhiều quá, quá nhiều, nên á mấy cô đưa cho người số ít thôi, hoặc là lỡ đặt được rồi đặt nữa thì mấy cô nói hết, là muốn cho chia cho mọi người có được chút đỉnh, chút đỉnh, chút đỉnh. Rồi vài bữa nữa về 10.000 cái nữa thì lúc đó có nhiều chúng ta đặt thêm nữa. Rất là nhiều Phật tử thấy rằng chiếc máy niệm Phật đeo cổ nhỏ rất tiện lợi, đi đâu cũng đeo,
đều nghe câu Phật hiệu và niệm Phật được. Đạo tràng niệm Phật mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi chỗ. Và chiếc máy nghe Pháp V52 thẻ bích, nên khi có hàng Phật tử nó rất thích đặt. Có những người đặt vài trăm cái, rồi có những người đặt mà tặng cho người ta, người ta rất thích. Vì chiếc máy V52 nghe Pháp là thẻ nó bích là hết à. Nên rất nhiều người thích đặt chiếc máy như vậy để tặng cho người ta. Rồi đèn bông sen thì để trên bàn thờ ông bà, bàn thờ Phật, chúng ta bắt niệm Phật xuyên suốt, rất tiện lợi. Và giống như có cái đèn, giống như để đèn ngủ trong nhà luôn cũng được. Và có điều niệm Phật luôn, giá cả cũng rẻ mà lại bền, rất bền. Tất cả những loại máy này những Đức đặt, những Đức thấy rất là bền. Nên tịnh độ trong lòng những Đức á, ngày nào cũng chia sẻ và nhắc nhở cái việc ở nhà công phu sáng tối cố gắng duy trì. Mình là người Phật tử, ở gia đình tu phải cho được. Còn thí dụ như chủ nhật hay ngày lễ gì, ngay ngôi chùa chuyên tu mình rủ người đi đến tu, tiện bề mình đi đến tu. Còn thí dụ như một tuần 5-6 ngày ở nhà mình đều tu được hết. Chứ nếu như mà chỉ có chủ nhật đi đến chùa mới tu được, còn mỗi ngày ở nhà mình không tu, vậy là thất bại. Nên những Đức nói rằng tịnh độ phải cắm từng nhà, mỗi gia đình là đạo tràng tịnh độ. Nên những Đức bây giờ cực lực cái việc mà đặt tượng Phật. Để làm chi? Để đem tượng Phật này tặng cho khắp nơi nơi, cho mỗi một gia đình đều có thờ Phật Bồ Tát. Vì những Đức muốn là mỗi nhà là một đạo tràng tịnh độ, đời mình và đời con cháu mình. Mình niệm Phật lễ Phật, dạy con cháu niệm Phật lễ Phật, đời mình đi qua, đời con cháu kế tiếp niệm Phật lễ Phật. Những Đức đang đẩy mạnh cái chương trình đạo tràng niệm Phật từng nhà. Cách này cực kỳ hay. Dù chùa chúng ta có rình rang đông đúc cỡ nào đi chăng, nhưng quý vị phải nhớ rằng ở cái cõi đời này, nơi nào đông đúc, rình rang ào ào thì rất là nhiều người nhìn ngó. Chúng ta cũng biết trước những sự việc trong cõi đời này. Những gì mình làm tốt được thì mình cứ chăng thật làm đi quý vị. Chúng sanh đang còn phước, mình đang còn có duyên thì mình cứ chăng thật mình làm. Nhưng có những việc chúng ta cũng nên sắp xếp và nói trước, để cho mỗi một con người chúng ta đừng có nên khi gặp những sự việc gì chúng ta bị hụt hẳn. Phật Pháp đặc biệt, nhưng người tu hành của mỗi người chúng ta ai rồi cũng phải có gặp những sự cố và kiếp nạn. Nên đặc biệt là những Đức nghĩ ra cái việc mà đem tịnh độ cắm từng nhà. Đem tịnh độ cắm từng nhà là việc cực kỳ lợi ích lớn vô cùng. Chỗ này phải đẩy mạnh. Và bây giờ những Đức thấy cái việc mà chia sẻ Phật Pháp, hoàn truyền Phật Pháp lợi ích cực kỳ lớn. Mà tư tưởng của Đại Lão ở Thượng Tịnh Không là đạo tràng trên không trung, quá hay. Những Đức đang đẩy mạnh chỗ này. Về sau chúng ta bất cứ ở đâu cũng có thể tu học được, và chúng ta đều có thể chia sẻ Phật Pháp được. Có đạo tràng hay không có đạo tràng, chúng ta đều tu học đều được hết. Thuận duyên hay nghịch duyên gì, chỉ cần chúng ta còn chịu tu là chúng ta có thể chia sẻ Phật Pháp được. Chỉ cần cả đời này gầy dựng tín nguyện chân thật niệm Phật, không bao giờ dao động tâm trước cảnh duyên thuận nghịch, thì tức khắc ở nơi đâu chúng ta cũng có thể chia sẻ tịnh độ được. Nên cái việc cực kỳ quan trọng luôn là mỗi một người chúng ta phải gầy dựng tín nguyện niệm Phật. Cái chuyện gầy dựng tín nguyện niệm Phật, cái câu đầu tiên Quán Tổ dạy là tin sâu nhân quả, tín nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc, thấy không? Câu đầu tiên là phải tin sâu nhân quả, nhớ nghe quý vị, phải tin sâu nhân quả. Quý vị nhớ rằng sống trong cái cuộc đời này á, lớn thiền thì lớn sống. Dù là một việc thiền quý vị làm có lớn cỡ nào đi chăng nữa, như Đức Phật còn tại thế, Đức Phật mà còn bị khảo đạo, nhớ nghe. Nên tất cả chúng ta phải hướng đến chánh đạo mà tu. Ở nhà nhất định phải duy trì được thời khóa tu.
hai thờ. Quý vị coi trong nguyên một cái thời cuộc mà dịch bệnh đó là một bài học cho chúng ta đó, một bài học sâu sắc cho cuộc đời mình đó quý vị. Nguyên cái mùa dịch quý vị coi đó, chúng ta phần nhiều điều toàn là hiện tại ở đâu là ở ngay chỗ đó, không ai đi đâu được hết, thì coi phải không? Trong cái mùa dịch là cái mùa quý vị nhận thức sâu sắc nhất mà nhà Đức nghĩ ra cái việc là đạo tràng thịnh độ từng nhà, đúng là sâu sắc không? Trong thời cuộc đó rất là nhiều người họ ở nhà vẫn là dụng công tu mà còn siêu tu nữa nhé. Ngày nào nhà Đức chia sẻ Phật pháp cũng động viên quý vị đâu có đi về chùa được đâu. Nên bây giờ mình phải đẩy mạnh cái việc mà đạo tràng từng nhà, nơi nào gia đình đều biết niệm Phật là đều tu được hết luôn. Thời khóa tu của mình giống hệt như là ở chùa luôn. Đi đến chùa cũng tu như vậy mà ở nhà cũng tu được như vậy luôn. Nhưng cái chỗ đặc biệt là khi thuận tiện mình đi về chùa thì mình rủ rất nhiều người về chùa để đem tịnh độ giới thiệu. Trong cái lúc đang thuận tiện chúng ta nên chăng thật là. Nên những đức nói với tất cả anh em ở trong chùa, những đức nói rằng muốn giúp chúng sanh thì có một hoàn cảnh rộng rãi như vậy là thuận tiện nhất. Và chỗ nhiếp thọ chúng sanh cũng rất tiện lợi, nhưng phải mở ra một cái cửa hậu cho chúng ta là phải hướng dẫn người ta tu được ở nhà. Tại vì nơi nào đông người là nơi đó thế nào cũng gặp ra sự cố quý vị, thế nào cũng có gặp. Nên mỗi một người chúng ta học Phật pháp rồi phải tin sâu nhân quả. Cuộc đời những đức đi tu mười mấy năm, những đức đã kinh nghiệm rất là nhiều về cái việc từ cái danh cái lợi trong cuộc đời này. Khi danh lợi mà phát triển mạnh thì tức khắc nạn tai sẽ có xuất hiện ở nơi đó. Vì cái danh cái lợi nó rất dị ứng cho mỗi một con người chúng ta trong cuộc đời này. Thí dụ như quý vị làm được phước báo nhân duyên danh lợi phát triển thì tức khắc cái nơi đó thế nào cũng có sự cố đến, chắc chắn. Còn cái lúc nghèo nàn khổ đau bèo nhèo thì có khi không ai ngó ngàng tới để ý đến. Nhưng cái lúc thịnh vượng thì tức khắc sẽ có người giành giật, sẽ có người châm chích hoặc là có người đố kỵ vì cái danh cái lợi. Trong cuộc đời này là như vậy. Quý vị, thế gian hay là Phật pháp gì cũng có hết. Nên mỗi một con người chúng ta, câu đầu tiên chúng ta học Phật phải tin là tin sâu nhân quả. Cuộc đời này tu hành càng tu tốt chừng nào thì càng phải có sự trở ngại nhiều chừng nấy, khảo đảo thử thách. Giống như một sản phẩm nào mà ra mắt thiên hạ đều được người ta ưa chuộng, đều phải trải qua những công đoạn thời gian để dũa mài và phải dùng đôi tay khéo léo để mà điều chỉnh thì nó mới có một sản phẩm tốt được. Vậy thì một con người phải được sự trải nghiệm, khảo đảo thử thách tự nhiên. Thuận chúng ta không bị nó buộc ràng, nghịch chúng ta không bị nó làm mình đau khổ. Chúng ta luôn luôn duy trì được cái tâm tu giải thoát của mình. Nếu như một ngày nào cuộc đời những đức tu hành có những sự cố trong cuộc đời, dù ở bất cứ nơi nào, những đức cũng sẽ chia sẻ tịnh độ cho quý vị nghe. Nhớ, dù ở bất cứ nơi nào, những đức cũng chia sẻ tịnh độ cho quý vị nghe. Thí dụ như những đức đi tu 5 năm giờ ở trên Đà Lạt, nhiệt tình hết lòng, 5 năm nhân viên ở nơi đó, tự nhân viên đưa đẩy, thì xuống dưới đây bây giờ 8 năm, hơn 8 năm chờ. Phát triển nơi đây rộng lớn vô cùng, bây giờ khắp nơi nơi ai cũng biết hết, phát triển rất mạnh. Nếu như cuộc đời của những đức sau này có sự chuyển xây lần thứ 3 thì cái nơi của những đức đến, những đức vẫn suy nghĩ rằng nếu như ở miền ngoài Hà Nội hoặc ở miền ngoài, nếu như có một vị nào có địa vị, có cương vị uy tín lớn
mà có chùa chiền như các vị hòa thượng lớn. Nếu như họ thích niệm Phật, họ thích tu tịnh độ, cực kỳ đủ duyên. Dù cỡ nào đi chăng nữa, mình cũng hết lòng hết dạ đem tịnh độ giới thiệu. Vì sao? Vì ở miền Nam đây, hàng Phật tử người ta rất là đủ duyên để người ta nghe được tịnh độ, để tu tịnh độ. Như ở miền Bắc thì có một đạo tràng mà chuyên tu tịnh độ lớn như ở đây thì không thấy một đạo tràng nào hoàn truyền tịnh độ chuyên nhất và quyết chí niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nếu như ở ngoài đó mà muốn phát triển những đạo tràng lớn như vậy thì người phải có uy tín cực kỳ lớn và mạnh dạn cho mình cơ hội để hoàn truyền tịnh độ. Những vị có cương vị uy tín lớn, họ tạo điều kiện cho những người trẻ tuổi như mình để phát triển tịnh độ. Họ có thể xây chùa chiền sẵn, có sẵn hết, cho mình cơ hội để làm những việc đó. Một người thì xây chùa, một người thì phát triển đạo tràng, cũng như ở đây hòa thượng xây chùa, những đức phát triển đạo tràng. Hơn 8 năm nay ở đây, những đức thấy rằng cái hàng Phật tử mà mình hướng dẫn lợi ích cực kỳ lớn, và khắp nơi nơi bây giờ trở thành đạo tràng gia đình đặc biệt. Miền ngoài Hà Nội này kia đồ, miền ngoài năm nào cũng có nhiều kiếp nạn. Phải có một người chân thật đem Phật Pháp giới thiệu, nhất là pháp môn tịnh độ này mà Đức Phật quyền ký, thờ mạt Pháp niệm Phật thành tựu. Có một người xuất hiện ở ngoài đó, mạnh dạn đem tịnh độ giới thiệu, hướng dẫn người, dạy người chánh tín, không mê tín. Muốn làm được điều này, nhân duyên cực kỳ đủ duyên và chân thật phát tâm Bồ Tát Đạo. Phải có người có địa vị giáo hội cực kỳ lớn, tin tịnh độ, hộ trì cho mình mới làm được phát triển được một đạo tràng cực kỳ lớn ở ngoài Hà Nội, miền ngoài. Thật sự mà nói thì Phật Pháp này tuyệt vời lắm. Nếu như một đời con người có thể tiếp nhận được Phật Pháp và nhìn nhận được tịnh độ này, tin sâu nhân quả, chân thật nhìn nhận cái sâu sắc cái lợi ích của môn tịnh độ. Đó vì xây chùa chiền đừng có sợ vì cái việc mà ai lấy chùa chiền của mình. Như cuộc đời của những đức đi tu là mục tiêu cầu giải thoát. Hai nơi chùa những đức ở, những đức đều ở chùa và giữ chùa. Cho mình ở, mình ở, không cho mình ở, mình đi. Toàn là giữ chùa, nhưng được cái nhân duyên đặc biệt. Đó là ở ngôi chùa nào mình cũng có được cơ hội để làm những việc lợi ích trong ngôi Tam Bảo. Nên có rất là nhiều hàm Phật tử về đây, họ cứ nghĩ rằng những đức á, đều là chủ trì chùa không à. Cả qua Đại Tùng Lâm họ cũng nghĩ những đức là chủ trì chùa nữa chứ. Những đức thường nói rất nhiều lần, những đức không có gì cả, chỉ được một cái duyên rất đặc biệt, đó là mình hướng dẫn Phật tử tu, nên phần nhiều ai về chùa cũng biết những đức. Và những đức cũng nhận được người ở chùa tu, nhận người, người ta xin những đức ở trong chùa, trong khi không phải chùa mình. Chùa thì của hòa thượng hoàn toàn, hòa thượng là viện chủ. Từ Tổ Đình Hộ Pháp, Đại Tùng Lâm, Đạo Tràng, Bảo Tháp Thiên Phật, rồi chùa mới, toàn là hòa thượng xây hết, chùa của hòa thượng. Còn những đức là người chỉ giữ chùa và phát triển đạo tràng cho hàng Phật tử tu. Thật sự mà nói cả đời những đức vẫn thích như vậy. Thí dụ như nơi nào những đức đến nơi đó, nếu như có thể phát triển được chùa chiền để cho người tu hành nuôi người già, quý vị nhớ, một ngôi chùa tu tịnh độ nhất định phải nuôi người già. Vì khi nuôi người già thì cái nơi đó mới có thể tu được bốn thờ. Những đức nói bảo đảm cho quý vị biết, nuôi tăng ni không bao giờ tu bốn thờ. Từ khi là tăng ni buông xuống vạn duyên mà tăng ni già mới có thể tu bốn thờ. Còn nuôi tăng ni trẻ không bao giờ tu được bốn thờ. Nuôi người già hoặc nuôi tăng ni mà già quyết tâm buông xuống vạn duyên niệm Phật,
rồi nuôi cư sĩ nữ nam trẻ để phục vụ đạo tràng, thì tu bốn thờ. Người già đi tu, người trẻ phục vụ. Nhưng Đức Thái ở miền Nam này bây giờ phát triển về tịnh độ cực kỳ rộng lớn, nhất là hiện tại ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là có những đạo tràng như đạo tràng bên Hộ Pháp chúng ta và bên Đại Tùng Lâm, bên kia có 2-3 điểm thì phát triển cực kỳ rộng và khắp nơi nơi bây giờ người ta về ở tu. Nhưng ở miền Bắc chưa có một điểm ngôi chùa nào mà chuyên tu tịnh độ, chuyên hoằng tịnh độ. Mỗi từng giảng pháp chuyên nhất tịnh độ, giảng gần gũi đơn giản nhất để cho con người ta hướng đến tu hành được lợi ích. Những Đức nói ở ngoài miền Bắc chỉ cần có một đạo tràng chuyên tu như vậy, từng chủ nhật nào cũng mấy ngàn người về niệm Phật, nghe Phật pháp, hướng đến chánh tín, đoạn trừ mê tín, chắc chắn rằng kiếp nạn sẽ hóa giải rất là nhiều. Ví dụ như có những vị lớn tuổi, những vị hòa thượng lớn tu nhiều chục năm, có những ngôi chùa cực kỳ lớn, nếu nhìn nhận được tịnh độ này là đặc biệt. Đối với những con người, thí dụ như những Đức là không đặt vấn đề nặng nề về chùa chiền. Những Đức chỉ có một tiêu, đó là giúp đỡ được cho những con người ta tu hành, nuôi người già. Còn chùa chiền ai làm chủ trì, ai làm chủ kệ người ta? Thùng Tam Bảo người ta cứ giữ. Những Đức nuôi người già không giữ thùng Tam Bảo. Thùng Tam Bảo bao nhiêu tiền họ cứ lấy hết đi. Những Đức chỉ mượn chùa họ để nuôi người già. Họ xây chùa mình nuôi chung, phương pháp mình hướng dẫn. Họ làm chủ trì chùa, nhưng cái quyền hướng dẫn con người sắp xếp đạo tràng là mình. Đủ được nhân duyên như vậy thì đặc biệt vô cùng để phát triển về pháp môn tịnh độ. Chính những Đức thấy rằng khi những Đức đi đến đây hơn 8 năm nay, ở đây cực kỳ phát triển về tịnh độ. Dù là cuộc đời những Đức đi tu không được lâu, nhưng những Đức tin chắc 100%. Nếu như có người trợ duyên cho mình thì cái việc phát triển đạo tràng tịnh độ không khó quý vị ạ. Thật sự không khó. Người đó phải có chức phận lớn. Giống như mình muốn hoàn thiện tịnh độ phải có chỗ dựa quan trọng hậu thuẫn cho mình để làm. Trong cái thời cuộc bây giờ làm việc tốt cũng phải có người để mình nương tựa, để mình làm. Nên cuộc đời những Đức có được nhân duyên này, cố gắng chăng thật là về sau không có nhân duyên này nữa thì những Đức nhất định cũng chưa tu tịnh độ. Thì cái việc mà một nơi ở nho nhỏ mỗi ngày 3 buổi cơm thì việc này chắc chắn rằng là không trở ngại. Mỗi ngày tu và chia sẻ tịnh độ 2 thờ, chuyện này chắc chắn là được. Nhưng dù gặp sự trở ngại gì, cuộc đời cũng nhất định tu tịnh độ. Nên những Đức từng có một buổi chia sẻ buổi sáng mấy ngày nay, những Đức nói hiện tướng gì cũng phải tu tịnh độ. Thuận tiện thì tu theo thuận tiện, mà nghịch duyên thì tu theo nghịch duyên. Nhưng quý vị phải nhớ rằng cả đời chúng ta phải kiên nhẫn gây dựng tín nguyện niệm Phật cho tới cùng, để quyết chí đời này phải về thế giới cực lạc. Phải nhớ. Nên á, những Đức á, đang phát động cái chương trình là đạo tràng gia đình. Mỗi gia đình là một đạo tràng. Quý vị phải làm sao tu được 2 thời sáng tối cho ổn định. Quý vị tu được 2 thời sáng tối cực kỳ ổn định thì dù cho chùa chiền nơi hướng dẫn quý vị có trở ngại sự việc gì, quý vị vẫn là tu được bình thường. Iran như mùa dịch bệnh là một cơ hội cho chúng ta nhìn thấy rõ ràng. Trong lúc bình thường chúng ta đi đến chùa ao, nhưng khi tới mùa dịch bệnh quý vị thấy mùa dịch chúng ta không đi đến chùa được, nhưng ở nhà vẫn tu được. Bây giờ Phật pháp truyền tải rất tiện lợi về cái mạng truyền thông, chỉ cần biết cách sử dụng truyền hình mạng internet quay trực tiếp, những Đức đang giảng ở đây quý vị có thể coi trực tiếp được luôn, rất tiện lợi. Nếu như bây giờ mà những Đức coi trực tiếp, hiện tại những Đức đang giảng đây quý vị vẫn coi được trực tiếp luôn, lúc nào cũng coi được trực tiếp. Về sau coi chừng những Đức có thể câu dây trực tiếp luôn. Khi ngồi giảng như vậy quý vị có thể coi trực tiếp được luôn, coi trực tiếp lúc mình đang giảng như vậy để cùng học tập luôn. Thì bất cứ ở nơi nào chúng ta cũng đều là hướng dẫn nhau tu, lúc nào cũng hướng dẫn nhau tu.
Dù những đức ở trong chùa như vậy, lúc nào những đức muốn chia sẻ Phật pháp cũng có thể chia sẻ Phật pháp. Lúc nào có những tư tưởng gì hay đều là chia sẻ cho vị nghe liền, trực tiếp bấm máy quay phim lên, ghim dây vô một cái là quay trực tiếp cho quý vị coi trực tiếp luôn, lợi ích vô cùng quý vị. Nên nếu như trong cái thời cuộc này chúng ta mà biết quần truyền Phật pháp thì lợi ích rất là lớn, cũng như trang Facebook này kia, chỉ cần như đứa nói chuyện là người ta vô coi liền, mà cái lượng người vô coi rất đông. Nên chúng ta đến thế gian này chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, phải làm những cái việc gì đó, việc gì đem Phật pháp giới thiệu. Đây là việc cực kỳ quan trọng, đem Phật pháp giới thiệu. Dù quý vị có xây một ngôi chùa cực kỳ lớn nhưng quý vị không có duyên để mà đem Phật pháp giới thiệu, thì cái chuyện xây chùa mình phải cần có một con người để mà hoàn truyền Phật pháp. Thí dụ như ở miền ngoài cũng có những ngôi chùa cực kỳ lớn luôn. Nếu như những ngôi chùa đó mà vị chủ trì mà có thể nhìn nhận rằng cuộc đời mình xây một ngôi chùa cực kỳ lớn như vậy, mình phải làm sao để dùng ngôi chùa này, trong khi của chúng sanh bỏ vào ngôi chùa này quá nhiều. Mà nếu như mình mà làm được xứng đáng của cuộc đời mình thì ý nghĩa quá. Bằng cách nào? Nuôi con người, phụng sự chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Nuôi con người, nuôi huệ mạng con người. Nuôi ai? Nuôi người già niệm Phật, lập ra đạo tràng niệm Phật nuôi người già. Việc làm này của con người chúng ta cực kỳ ý nghĩa. Nên mỗi một vị dù là lớn tuổi, người tu hành, quý vị bình tĩnh suy nghĩ đi. Tuổi già mình khổ không? Khổ. Vậy thì tại sao quý vị không phát tâm để nuôi người già khổ? Tại sao không phát tâm nuôi người già khổ? Nên những hàng cư sĩ đi đến những ngôi chùa mà các vị có cương vị lớn, quý vị thỉnh hỏi các vị đó, có một con người như vậy, họ rất thích nuôi người già, và cái tâm quyết muốn tu hành, không cần thiết gì chùa chiền cả, chỉ cần họ đi đến đó phải rõ ràng là cho họ cái cơ hội để phát triển đạo tràng, thì phải tạo điều kiện cho họ phát triển đạo tràng. Tạo điều kiện, có giấy tờ rõ ràng, tôi cho ông cơ hội phát triển đạo tràng 5 năm 10 năm, ghi giấy tờ, tôi cho ông cơ hội như vậy, ông làm tôi không đụng vô, có những việc gì khó khăn nhất định tôi giúp đỡ. Chỉ cần ông chân thật, ông đem tịnh độ giới thiệu lợi ích cho con người, trong 5 năm 10 năm tôi coi tôi có phát triển được đạo tràng hay không. Phải cho người ta cơ hội, cho những đức cái quyền để giải quyết một số vấn đề khi những đức lo trong đạo tràng. Còn chùa chiền những đức không bao giờ cần tới cái chuyện đứng làm chủ trì gì hết, chỉ cần phát triển được chùa chiền đó, nuôi chúng được ở chùa đó, cho người ta được niệm Phật, qua 5 năm 10 năm người nào làm được cái gì cứ làm đi, không sao cả. Chúng ta được quyền sử dụng không cần sở hữu, sở hữu nhiều làm chi quý vị phiền phức. Như vậy thì quá đặc biệt. Những đức thấy rằng những đức có một cái nhân duyên nuôi người già cực kỳ lớn. Những đức có một nhân duyên nuôi con người, vì những đức cũng có tâm nuôi con người. Nên nơi nào những đức ở là nơi đó nhất định sẽ phát triển con người rất là đông. Nhất là cái tình thế bây giờ, rất là nhiều người già họ khổ quý vị à. Chỉ cần các ngôi chùa lớn, những vị có chức phận lớn, như các vị hòa thượng lớn, có vai trò quan trọng, có cương vị, mà họ chịu phát tâm nuôi người già niệm Phật, thì thôi cuộc đời của họ ý nghĩa quá lớn. Tại vì sao? Tại vì mình già mình thấy mình khổ, thì mình nghĩ bao nhiêu người già cực kỳ khổ. Có những người già chết đi, một đời có người họ sống, đến khi họ chết đi thì con cái không biết làm cái gì để giúp cho họ, bóp tay bóp chân, tắm rửa, khóc la càn trống, sát sanh hại vật. Cái gì thấy một đời của người đi qua như vậy khổ quá. Bây giờ có những cơ hội, những ngôi chùa như vậy để mà cho người già được có cơ hội nương tựa, có một tổ chức lo lắng cho họ, để khi cái chết của họ được hộ niệm lo lắng đàng hoàng như ở trong chùa. Tuyệt vời quá quý vị à. Ý nghĩa quá. Đây là như là một tư tưởng mở rộng ra khắp nên hàng Phật tử suy nghĩ cuộc đời mình nên làm cái gì đó, nhất là tịnh độ này đúng rõ ràng. Pháp môn tịnh độ cứu cuộc đời chúng ta, pháp môn tịnh độ cứu cuộc đời chúng ta. Nhưng chúng ta hoàn truyền tịnh độ
Đến khi nó mở rộng ra nhất định phải có sự thử thách, trở ngại. Nên phải hiểu rằng cái cõi này là như vậy. Nên mỗi một con người chúng ta phải kiên nhẫn gây dựng tín nguyện, câu đầu tin sâu nhân quả, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, phải quyết chí niệm Phật. Mỗi một gia đình là đạo tràng tịnh độ. Nhớ, đã gặp được tịnh độ rồi đừng có đi tìm gì nhiều nữa hết á. Đã gặp được tịnh độ rồi, mỗi ngày gây dựng tín nguyện chân thật niệm Phật đi. Có đi đến cũng phải đi đến cái đạo tràng chuyên tu, chuyên niệm Phật. Cứ nắm chắc câu Phật hiệu này cả đời đi quý vị, lợi ích cực kỳ lớn. Việc gì quý vị làm cũng thành công cả, chỉ cần chịu niệm Phật, chân thật niệm Phật. Thứ bảy tuần này chúng ta tổ chức chương trình khiếm thị. Những đứa cũng muốn đem tịnh độ này giới thiệu cho tất cả những người khiếm thị. Người tiếp nhận thì lợi ích của người tiếp nhận, người gieo duyên thì lợi ích của người gieo duyên. Chân thật mà làm những việc có lợi ích này. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho hàng Phật tử khắp nơi nơi gây dựng được tín nguyện niệm Phật kiên cố, và nhiều người xuất gia tin tịnh độ, đem tịnh độ giới thiệu để chúng sanh được nhờ y giáo phụng hành, nghe theo lời Đức Thích Ca Mâu Ni dạy, thờ mọc pháp niệm Phật thành tựu, chân thật hoàn truyền tịnh độ để chúng sanh được nhờ. Và khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc quý vị.